Bài Funky Love, 9 câu 2 hướng. Bắt đầu bằng chân phải trước. Bài này sẽ có 2 chỗ restart trở lại từ đầu và 2 chỗ tap. Cái phần này thì em sẽ ghi ở dưới video, mọi người xem ở phía dưới ạ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với chân phải trước. Chân phải chuẩn bị. Câu 1. Ngay sau chuyển hướng 90 độ qua phải. 1 2 3 nghỉ 4. Tư thế này chúng ta bắt đầu xoay 3/4 vòng về đúng hướng chính. 5 xoay một góc vuông. 6 xoay một góc vuông. 7 bước ngang về hướng chính và 8 trượt lại. Rồi chúng ta làm lại câu số 1. 1 2 3 nghỉ 4 5 6 7 trượt 8. Câu số 2, chúng ta đá 2 trượt 2 đá 3 4 đặt chân phải ra sau. 5 bắt đầu chuyển hướng 90 độ qua trái. 5 lên 6 trượt 7 đá 8. Câu số 3, chúng ta lùi 3 bước, lùi chân trái ra sau. 3 2 3 nghỉ 4 lùi 5 6 7 nghỉ 8. Câu số 4, 3 bước xoay ra sau. 4 2 3 nghỉ 4 bước 2 bước chậm. 5 nghỉ 6 7 nghỉ 8. Câu số 5 nhé. 5 2 3 4 đồng thời xin đi vai. 5 6 7 8 thực hiện bước tráng. 5 6 7 8. Câu số 6 lướt ngang. 6 2 3 4 5 6 7 8. Câu số 7 gõ đặt chuyển hướng 90 độ phía bên trái. 7 2 3 4 nhất 5 6 7 8. Câu số 8 từ trước ra sau, giật trẻ sau. 8 2 3 nghỉ 4 lên cha cha. 5 6 7 nghỉ 8. Câu số 9, chân phải bước ngang. 9 nghỉ 2 3 nghỉ 4 lắc 4 nhịp phải trái phải trái. 5 6 7 8. Tư thế này chúng ta sẽ thực hiện lại từ đầu. Em làm lại hướng chính một lần nữa ạ. Để 1 2 3 nghỉ 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 nghỉ 4 5 6 7 nghỉ 8 4 2 3 nghỉ 4 5 nghỉ 6 7 nghỉ 8 5 2 3 4 5 6 7 8 6 2 3 4 5 6 7 8 7 2 3 nhấc ghế 5 6 7 8 ra sau. 8 2 3 nghỉ 4 5 6 7 nghỉ 8 9 2 3 4 5 6 7 8. Tư thế này chúng ta sẽ thực hiện hướng thứ hai bằng chân phải. 1 2 3 nghỉ 4 xoay 5 6 7 trượt 8. Câu số 2 đá 2 2 3 4 ra sau 4 5 6 trượt 7 8. Câu số 3 lùi 3 2 3 nghỉ 4 5 6 7 nghỉ 8. Câu số 4 xoay phải ra sau. 4 2 3 nghỉ 4 hai bước chậm. 5 nghỉ 6 7 nghỉ 8. Câu số 5. 5 2 3 4 5 6 7 8. 6 2 3 4 5 6 7 8. Câu 7 chuyển hướng 90 độ trái. 7 2 3 4 5 6 7 8. Câu 8 chuyển từ trước ra sau theo chiều bên phải.
sạch. 8, 2, 3, nghỉ 4, 5, 6, 7, nghỉ 8. Câu số 9. 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ sẽ là hai cái test sẽ khác nhau ạ. Test thứ nhất chúng ta sẽ thực hiện bước chán. Tư thế này. 1 nghỉ 2, 3 nghỉ 4, 5 nghỉ 6, 7 nghỉ 8. Test thứ hai. Tư thế này chúng ta bước ngang là 1